cô xin chào tất cả các con. Các con ơi, chúng mình có biết bây giờ đang là mùa gì không nhỉ? À đúng rồi, bây giờ là mùa xuân đấy. Vì sao nhỉ? Vì mùa xuân thời tiết ấm áp hơn, không lạnh như mùa đông đúng không nào? Và một điều đặc biệt của mùa xuân đó là muôn loài hoa cùng nhau khoe sắc thắm. Mỗi một loài hoa đều có một vẻ đẹp rực rỡ và mang một ý nghĩa riêng. Các con ạ, có một loài hoa được khoác trên mình một màu trắng tinh khôi. Và không biết loài hoa ấy còn có ý nghĩa như thế nào nhỉ? Vậy hoạt động văn học ngày hôm nay, cô Hạnh sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện về loài hoa đó nhé. Cô xin mời chúng mình cùng lắng nghe nào. Bông hoa cúc trắng. Ngày xưa, có hai mẹ con nhà nọ sống với nhau trong một túp lều nơi xóm vắng. Người chồng mất sớm, hai mẹ con phải làm việc vất vả lắm mới đủ ăn. Hàng ngày, gà chưa gáy sáng, bà mẹ đã phải dậy làm việc cho tới tận đêm khuya. Rồi một hôm, gà gáy đã lâu lắm mà mẹ vẫn chưa dậy. Cô bé thức giấc vội chạy đến bên mẹ. Cô biết là mẹ đã bị ốm rồi. Làm thế nào bây giờ giữa nơi hoang vắng và cảnh nghèo túng này? Cô chỉ còn biết đắp chiếc áo duy nhất của mình lên cho mẹ và ngồi cạnh mẹ chăm sóc. Mẹ cô thỉnh thoảng hé hé đôi mắt khô héo nhìn con. Một buổi chiều, khi ánh nắng chiếu qua khe nếp, bà mẹ chợt tỉnh lại. Con ơi, con đi mời thầy thuốc về đây, mẹ thấy trong người khó chịu lắm. Thế là cô bé vội vã ra đi, vừa đi cô vừa lo cho mẹ. Được một đoạn đường dài, cô gặp một cụ già tóc bạc phơ. Thấy cô bé đi một mình, cụ liền hỏi: Cháu đi đâu mà vội thế? Thưa cụ, cháu đi tìm thầy thuốc ạ. Mẹ cháu ốm đã lâu lắm rồi mà bệnh mỗi ngày một lặng. Rồi cụ tự nhận mình là thầy thuốc rồi bảo em dẫn về nhà để xem bệnh giúp. Khi về đến nhà xem mạch cho người ốm xong, cụ già quay lại hỏi cô bé: Trong nhà chỉ có cháu và mẹ cháu sống ở đây thôi ư? Dạ vâng ạ. Thế từ hôm mẹ ốm, cháu đã chăm sóc như thế nào? Thưa cụ, cháu chỉ biết quanh quẩn ở bên giường để làm cho mẹ cháu vui lòng thôi ạ. Mẹ cháu bị bệnh nặng lắm đấy, ta sẽ cố chữa cho mẹ cháu khỏi. Cháu hãy đi đến gốc đa ở đầu rừng, hái cho ta một bông hoa trắng thật là đẹp mang về đây. Bên ngoài, trời rất lạnh, cô bé chỉ có mỗi một chiếc áo mỏng manh ở trên mình. Cô lẳng lặng bước đều trong gió rét. Vừa đi, trong lòng cô vừa lo cho mẹ. Đi mãi mỏi cả chân mới đến được gốc đa đầu rừng. Quả nhiên, cô thấy trong một bụi cây trước mặt có một bông hoa trắng rất đẹp. Cô ngắt bông hoa và nâng niu trên tay với tấm lòng tha thiết cầu mong cho mẹ tai qua nạn khỏi. Bỗng cô nghe thấy tiếng cụ già văng vẳng bên tai, tiếng cụ già tóc bạc ban nãy lại khuyên nhủ cô: Cháu hãy yên tâm, mỗi cánh hoa ở trên bông hoa là một ngày làm cho mẹ cháu được sống thêm đấy. Thế là cô bé cúi xuống nhìn hoa và bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, 20. Trời ơi, chỉ còn có 20 ngày nữa thôi ư? Suy nghĩ một lát, cô bé chạy ra phía sau cây đa, rồi nhẹ tay xé mỗi cánh hoa ra thành nhiều sợi.
Bông hoa trở lên kỳ lạ, mỗi sợi nhỏ lại biến thành một cánh hoa nhỏ, dài và mượt, trắng bóng như tấm lòng ngây thơ trong trắng của cô. Những cánh hoa mọc thêm ra nhiều không sao đếm được. Cô bé nâng niu bông hoa lạ đó. Trời ơi, sung sướng quá, cô vung chạy về nhà. Cụ già tóc bạc tươi cười chạy ra cửa đón cô. Mẹ cháu đã khỏi bệnh rồi. Đó là phần thưởng dành cho tấm lòng hiếu thảo của cháu đấy. Các con vừa được nghe câu chuyện kể về bông hoa cúc trắng. Hoa cúc trắng vừa mang một vẻ đẹp giản dị, trong trắng, ngây thơ và mang một ý nghĩa thể hiện lòng hiếu thảo của cô con gái đối với mẹ trong câu chuyện này. Và các con biết không, món quà để đáp lại lòng hiếu thảo dành cho cô con gái mà cụ già tóc bạc phơ dành tặng cho cô đó chính là mẹ của cô đã được mạnh khỏe trở lại và sống vui vẻ, hạnh phúc bên cô trọn đời. Các con biết không, và muốn gặp lại cô gái trong câu chuyện này một lần nữa, một cô bé thật hiếu thảo, trong trắng ngây thơ. Và để hiểu rõ hơn lòng hiếu thảo của cô, chúng mình hãy cùng tham gia trả lời các câu hỏi của cô nhé. Câu hỏi 1. Trong câu chuyện, hai mẹ con cô bé có cuộc sống như thế nào? A. Rất giàu có và hạnh phúc. B. Rất nghèo và vất vả. Trả lời đáp án B. Câu hỏi 2. Khi mẹ bị ốm, cô bé đã lo cho mẹ như thế nào? A. Cô bé chạy đi chơi. B. Cô bé đắp áo của mình cho mẹ. Trả lời đáp án B. Câu hỏi 3. Mẹ gọi cô bé lại gần và đã nói điều gì? A. Mẹ không sao đâu. B. Con hãy đi tìm thầy thuốc về đây, mẹ thấy trong người khó chịu lắm. Trả lời đáp án B. Câu hỏi 4. Khi cô bé đưa cụ già về nhà và nghe lời cụ già đi đến gốc đa hái bông hoa trắng, cô bé đã nghe thấy cụ già nói gì bên tai? A. Mỗi cánh hoa sẽ là một ngày mẹ cháu sống thêm. B. Cháu hãy mang bông hoa ấy về nhà đi. Trả lời đáp án A. Câu hỏi 5. Cô bé đã làm điều gì với bông hoa? Cô đã xé mỗi cánh hoa ra làm thành từng sợi nhỏ. B. Cô bé vội vàng cầm bông hoa và chạy về nhà. Trả lời đáp án A.
hỏi Sáu, khi cô về nhà mình, điều bất ngờ gì đã xảy ra? A. Mẹ cô đã khỏi bệnh. B. Bông hoa là quà tặng cho tấm lòng hiếu thảo của cô. Trả lời: cả hai đáp án A và B. Các con ạ, như vậy là mỗi một loài hoa đều mang một vẻ đẹp và một ý nghĩa khác nhau đúng không nào? Nhưng qua câu chuyện kể của cô Hạnh cho các con ngày hôm nay, chúng mình đã học được gì nhỉ? A, đó là tình yêu thương đối với ông, bà, bố, mẹ đúng không nào? Và ngay buổi tối ngày hôm nay, các con sẽ tập kể câu chuyện này cho ông, bà, bố, mẹ chúng mình cùng nghe nhé. Xung quanh chúng ta còn có rất nhiều các loài hoa, và mỗi một loài hoa thì còn có nhiều điều bí mật, nhiều ý nghĩa khác nhau. Nhưng giờ học đã hết rồi, cô hẹn các con giờ học lần sau, cô sẽ kể cho các con nghe những câu chuyện về những loài hoa nhé.